Sáng nay thì cho ăn buffet tiếp cả nhà, cũng những món tương tự như vậy. Chỗ ngồi thì nó có thay đổi chút, nhìn ra biển nè. Hôm nay ngồi ở bên ngoài, hôm nay không có gió, trời đứng gió nè, hơi nóng. Ngồi bên trong nhà hàng thì cũng không có máy lạnh nữa, thì ta mở cửa ra thôi. Ở bên trong thì cũng nóng y như bên ngoài luôn á. Ở bên đây là cái hồ bơi nè, phía sau lưng Nick nè. Phía trước mặt đây là biển nè. Chưa tắm biển luôn cả nhà, hai ngày rồi, hôm nay là ngày thứ ba nè, chưa tắm biển luôn. Hello cả nhà. Hôm nay là mùng 5 Tết cả nhà. Bữa trưa nè, Châu đi uống cà phê xong rồi đi ngang chợ, chợ này là chợ Đông Dương á, bán nhiều hải sản đi lắm. Hôm nay người ta cũng chưa có bán hết nữa, nên mấy chị đang bán cá nè. Trời nắng quá trời luôn á cả nhà. Đây bán mực rồi nè, nhìn ngon lắm, tươi ghê luôn nè. Chắc hôm qua mới câu được mực cứng nè. Bên đây bán hộp chịch lộn nè, tôm. Tôm đây 180.000 ký nè, 170.000 ký nè, 150.000 ký nè. Đây nhiều tôm lắm, quá trời tôm luôn cả nhà. Bán chôm chôm, trái cây đồ nữa nè. Châu định mua hải sản về nhờ người ta luộc nấu giùm á, nhưng mà giờ cũng chưa có biết chỗ nào mà làm cho mình nữa, cho nên là đi chợ một vòng trước rồi coi để tìm chỗ nấu trước rồi mới mua. Quá trời nhiều ốc bu luôn. Đây ghẹ nè, nghe nói ghẹ Phú Quốc là ngon nổi tiếng luôn á cả nhà. Ghẹ mực rồi nè. Này chắc sò dẹo quá. Mực ống to ghê luôn á, ghẹ này cũng to nữa nè. Đây người ta bán ghẹ nhiều lắm, ghẹ quá trời to luôn nè. Ở trên kia ghẹ nhỏ. Con ghẹ màu hồng hồng sọc sọc đó, không biết ngon không nữa. Ốc rồi nhiều lắm. Sò lụa nữa nè. Sò lụa với lại ốc đó, ốc dôi hay gì đó. Này ốc dôi nè. Con ốc này cũng lạ lắm nè. Ốc hương rồi tôm tích rồi nữa nè. Tôm tích bị ghê luôn á. Tiêu này của Phú Quốc này cả nhà. Tiêu xanh ngon ghê luôn á. Đây là chắc đường thốt nốt hay gì á. Đường thốt nốt nè. Bánh ít bánh tét rồi nè cả nhà. Ngon lắm. Đây bán tàu hũ cũng ngon nữa. Mít chắc mít Phú Quốc quá. Này là nấm. Nấm với măng, xoài, dưa hấu. Thấy người ta bán mấy cái rổ nhỏ nhỏ này, chắc cũng ở nhà đánh cá. Bên đây cũng bán các loại ốc như sò nè. Có ốc len nữa nè. Sò huyết làm sạch ghê luôn á, 130.000 ký. Cũng rẻ ghê luôn á. Nhiều nè, 50.000 một ký. Với ốc móng tay nè. Ốc móng tay còn tươi luôn á cả nhà. Đây ốc len nữa nè. Rồi hàu sữa bự quá trời luôn. Hàu sữa to lắm. Người ta lột sẵn cho mình luôn nè. Bên đây bán ốc như sò nữa nè. Con sò huyết gì mà to dữ vậy ta. Sò huyết là to ghê luôn á. Cái này là con nhím biển á. Cầu gai, sò điệp nè.
con gì ở trong đây nè. Con này giống như là con hến nè, nó cái dẹp dẹp. Cá này cả nhà có 25.000 ký à. Dạ em không có chỗ nấu. Đi chơi du lịch không có chỗ nấu ăn. Dạ. Mực nè. Đây là cá. Cá ở đây rẻ lắm. Trong biển rẻ. Đây quá trời cá luôn nè. Mấy cá nhỏ nhỏ thì rẻ. Cá này nè. Cá này 25.000. Đi Phú Quốc ăn hải sản ngon. Ở đây nghe mùi cá nướng thì tiền ăn đây nghe mùi chả cá nè cả nhà. Chả cá mới chiên nè. Ở đây là cá trích, người ta làm để làm gỏi á. Mấy con cá này bự quá chừng luôn nè. Trời ơi, con này chắc bù cả chục ký luôn á, to dữ lắm. Ở đây chỗ nào cũng bán chả cá thơm ghê luôn á. Mực nè, có mực to nè. Ốc này là ốc voi. Mực quá trên mực luôn. Mực tươi trong à. Đây là ốc. Ốc này ốc voi. Con này bự quá trời luôn nè. Quá trời bự luôn ở nhà. Con này chắc còn mấy ký luôn á. À, bự lắm. Không biết mấy cái con gai gai này con gì nữa ha. Ốc con này toàn là cái ký thôi mà. Nè có cái loại ốc này nữa nè, cũng to dữ lắm. Mấy con cá mập nữa nè cả nhà. Tiệm này chắc là cá nhiều nhất luôn á. Cá to quá trời luôn nè. Này là tôm gì ta? Tôm tích nè. Tôm rằn rằn ngộ quá ha. Nè con ốc nè. Quá trời to luôn á. Nhiều loại ốc lắm. Ghẹ cũng to nữa nè. Mấy xe này là người ta giao hàng nè cả nhà. Cái thúng màu xanh xanh á, có để bình oxy trong đó cho mấy con cá, con mực nó còn tươi á, hay tôm đồ á. Mấy xe này cũng là xe giao hàng nữa nè. Đây có bán ổi ruột hồng nè, đẹp quá chừng luôn cả nhà. Có nguyên thao muối ớt luôn nè. Này ổi ruột đỏ hơn nữa nè. Mận nhìn ngon đi không. Chim chơm nữa nè. Người ta bán chả lụa nhiều lắm. Chả lụa, chả cá. Giò chả Hà Nội. Ê, chỗ này bán bánh bông lan ngon quá à. Mới vừa làm thấy còn nóng hổi à cả nhà. Nick thấy cũng muốn ăn cho nên cho mua một bịch nè. Với lại một cái bịch này cũng rẻ lắm, hình như có 20.000 hay nhiêu á. Rồi bên kia là có bánh tráng trộn, cháu cũng mới mua một bịch bánh tráng trộn nè. Một bịch vậy là 25.000 nè. Chỗ này bán đồ ăn chay á cả nhà. Bún thịt nướng đồ chay nè, rất là ngon luôn á. Thấy anh này cũng mua nguyên một mua cũng hết nguyên mâm luôn á. Nhiều lắm. 31 hả? Hoa này không biết hoa gì cả nhà, đẹp quá chừng luôn nè. Có phải là hoa cây gì đó, cây ô môi không ta? Đẹp quá ha. Nhìn giống như là hoa đào vậy đó.
Đây là những cái cây hoa xung quanh cái phòng cháu ở nè, rất là yên tĩnh luôn á, chỉ nghe chim hót với là gió thổi thôi à. Ngày nào cháu cũng đi bộ qua cái hàng tre này hết á, rất là mát luôn á, cảnh cũng rất là đẹp nữa. Khách ở đây khách Nga nhiều lắm, chắc người ta cũng đang chạy trốn chiến tranh á. Ở đây bán cơm tấm thịt nướng nè, nướng bằng cái lu á cả nhà. Nè cái lu nè. Nhìn ngon ghê luôn á, thơm lắm. Chạy xe ngang đây nghe mùi thơm quá, phải ngừng lại ghé ăn. Hôm nay Châu ăn món bún riêu nè. Ở đây có bán bún riêu mà sao các bạn không có để bún riêu ta? Thì bán ai cũng ăn cơm tấm hết á, chắc là cơm tấm ở đây ngon nè. Nick cũng ăn cơm tấm luôn. Tối nay cho ăn bún riêu nè cả nhà. Thấy cái tô cũng nhiều lắm á. Có chả nè. Mấy chả thì thịt heo nè. Huyết nè, thơm ghê luôn á. Không biết có cua không nữa. Bún riêu này chắc bún riêu giò heo quá. Có thịt heo giò heo nè, thơm lắm. Thơm mùi bún riêu lắm cả nhà. Đang đói bụng nữa chứ. Chả nhiều lắm nè. Quá trời chả luôn cả nhà. Đi ăn dọc đường vậy, vừa rẻ vừa ngon luôn. Cho thấy người ta ăn đông nè, cho mới ghé vô nè. Rồi cả nhà ăn nha. Đây là dĩa cơm tấm của Nick nè. Có miếng sườn với lại miếng trứng, cà chua, dưa leo, rồi bì ở phía dưới nè. Hấp dẫn lắm cả nhà. Bữa nay chắc cuối tuần người ta mới mở đèn ở trên cái cầu này, chứ mấy ngày trước cho đi thì không có thấy mở đèn. Hoặc là có thể người ta mở đèn theo giờ á, rồi mình đi ngang ngay cái lúc cái giờ người ta đã tắt rồi á. Buổi tối đường vô phòng của Châu nè cả nhà, toàn là tre không à, không thấy gì hết ngoại trừ những cái đèn nè. Nghe ếch nhái kêu không? Bây giờ là cũng 11 giờ đêm rồi cả nhà. Trong chỗ Châu thì nhà hàng đã đóng cửa rồi. Châu với Nick đói bụng cho nên là ra cái quán gần resort ăn. Gọi cái này là ốc hương biển nè cả nhà, 70.000 một dĩa này. Còn cái dĩa rau muống xào rất là ngon luôn. Cái này thì chẳng biết bao nhiêu tiền nữa, nhưng mà ngon lắm, vừa ăn lắm. Nick thích ăn món rau muống xào tỏi. Nhìn ngon không cả nhà. Ngồi đây gió mát lắm. Nè cái quán nhỏ nhỏ gần đây nè. Ở đây có 2 bàn thôi, 3 bàn. Chỗ kêu một dĩa tôm nướng nè, nướng muối ớt á cả nhà, nửa ký là 150.000, cũng không có mắc. Chỗ kêu thêm một dĩa mực nữa, là dĩa này là 175.000 nửa ký nè cả nhà. Mực trứng, mực trứng nướng muối ớt, mực rất là mềm ngon, thơm lắm cả nhà. Mực tươi á. Quán này là chủ cũng là chủ nhà luôn á, cho nên người ta bán rất là rẻ, giá bình dân nữa. Bé gái này là cũng con anh chủ quán luôn nè, đang chơi với con chó rất là dễ thương ha.